top 5 vụ ly hôn nghi có tiểu tam của sao Vbiz, Diệp Lâm Anh, Phạm Quỳnh Anh ồn ào nhất. Hợp tan trong tình yêu vốn là điều bình thường, nhưng nếu nó là câu chuyện của người nổi tiếng thì không tránh khỏi những bàn tán đồn đại. Có cặp đôi kết thúc trong êm đẹp, song cũng có những cuộc chia tay kéo theo hàng tá drama, đấu tố, thị phi xuất phát từ chính người trong cuộc. Thời gian qua, Vbiz chứng kiến loạt vụ ly hôn ồn ào và một điểm chung thường thấy chính là sự xuất hiện của người thứ ba. Và clip hôm nay, hãy cùng Hero Thanh điểm qua 5 vụ ly hôn nghi có tiểu tam phá hoại của các sao Vbiz nhé! Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm. Hẹn hò nhiều năm đến tháng 5 năm 2018, hôn lễ của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm làm Vbiz dậy sóng vì độ chịu chơi và siêu hoành tráng. Sau khi về chung một nhà, Diệp Lâm Anh hạn chế tham gia vào showbiz và tập trung chăm sóc chồng và hai con. Bên cạnh đó, cô cũng cùng ông xã mở các cửa hàng kinh doanh, được sự hỗ trợ nhiệt tình từ hai bên nội ngoại. Cuộc hôn nhân của cặp đôi này được rất nhiều người ngưỡng mộ. Đến giữa năm 2021, cuộc hôn nhân của cả hai vướng loạt nghi vấn rạn nứt, nhưng phía Diệp Lâm Anh xác nhận đó chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, thời gian sau đó, những hình ảnh thiếu gia Đức Phạm có cử chỉ thân mật tại nhà riêng của diễn viên Quỳnh Thư bị rò rỉ trên mạng xã hội, khiến dân tình dậy sóng. Cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, ông xã Diệp Lâm Anh xác nhận thông tin đã ly thân và chuẩn bị ly hôn Diệp Lâm Anh. Anh cho biết cả hai gặp trục trặc trong hôn nhân và ly thân từ tháng 1 năm 2021. Trước thông tin này, Diệp Lâm Anh cho biết cô và ông xã cũng như nhiều vợ chồng khác không tránh khỏi được những lúc giận dỗi trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi đề cập đến câu hỏi về có người thứ ba chen chân vào gia đình mình, nữ ca sĩ từ chối trả lời. Tuy nhiên, vào đầu năm 2022, Diệp Lâm Anh xác nhận ly thân với thiếu gia Đức Phạm và dọn ra khỏi nhà chồng. Đáng chú ý chính là thông tin hôn nhân của cựu người mẫu trục trặc vì người thứ ba xen vào. Ngay lập tức, mọi sự chỉ trích từ cư dân mạng hướng về phía diễn viên Quỳnh Thư. Về phía thiếu gia Đức Phạm, thời điểm đó anh vẫn giữ im lặng kể từ bài đăng xác nhận ly thân trên trang cá nhân hồi tháng 10 năm 2021. Có thể nói, vụ ly hôn của vợ chồng Diệp Lâm Anh đã trở thành chủ đề nóng hổi, được bàn tán khắp mạng xã hội thời gian cuối năm 2021. Lâm Khánh Chi bị chồng tố có người mới trước ly hôn. Chuyện tình đẹp của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng từng truyền nhiều cảm hứng cho cộng đồng LGBT. Cả hai đã tổ chức lễ cưới vào năm 2017 và có con trai đầu lòng vào đầu năm 2019. Tưởng chừng người đẹp chuyển giới và chồng trẻ kém 8 tuổi sẽ có mái ấm viên mãn, thì tháng 12 năm 2021, Phi Hùng bất ngờ đăng đàn tuyên bố ly hôn sau 4 năm chung sống. Không lâu sau đó, Lâm Khánh Chi cũng xác nhận chính thức đường ai nấy đi. Thông tin cặp đôi nổi tiếng chia tay nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình. Sau chia tay, Phi Hùng đăng tải nhiều hình ảnh tình tứ bên một người mẫu trẻ và nhận nhiều gạch đá từ cư dân mạng. Và sau tất cả, Phi Hùng chính thức lên tiếng, qua đó vén màn uẩn khúc của cuộc ly hôn mà anh từng ẩn ý nhiều lần trước đó. Theo đó, Phi Hùng cho biết lý do hôn nhân tan vỡ là vì Lâm Khánh Chi có người mới. Tôi cảm thấy sốc, khó tin khi phát hiện cô ấy tâm sự với một người bạn là đang rất khổ tâm, khó xử khi phải chọn giữa tôi và Song Duy. Cô ấy nói với tôi là tình nghĩa, còn Song Duy là hiện tại cô ấy yêu. Thế nhưng khi tôi hỏi, vợ cũ vẫn chối, nói họ chỉ là chị em. Tất cả nhân viên làm việc bên cạnh Lâm Khánh Chi hàng ngày đều nhìn thấy và biết mối quan hệ đó, nhưng đến giờ cô ấy vẫn không thừa nhận. Đang ở với chồng mà cô ấy còn đưa ra so sánh lựa chọn với người khác như thế. Theo tìm hiểu của tôi, họ đã quen nhau gần cả năm. Tôi không định nói ra chuyện này nhưng hiện áp lực dư luận quá lớn khiến tôi chịu hết nổi. Tôi cần nói rõ ràng một lần để các fan của Lâm Khánh Chi và tất cả khán giả hiểu rõ sự việc. Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy. Vào tháng 9 năm 2018, trên một fanpage về tin tức giải trí, một số tài khoản Facebook khẳng định rằng Quang Huy có mối quan hệ tình cảm với một nữ ca sĩ nổi tiếng tên BA và bị vợ phát hiện. Ngay lập tức, tin đồn này đã khiến fan lo lắng cho hôn nhân của cặp đôi. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn không lên tiếng. Điều này khiến cho tin đồn càng lan truyền và câu chuyện càng được thêu dệt. Giữa lúc ấy, Phạm Quỳnh Anh cho biết cô muốn chuyện riêng tư được giữ kín và bản thân có quyền được bảo vệ chuyện gia đình. Trong lần họp báo ra mắt sản phẩm, Quỳnh Anh còn khóc và nói, dù có chuyện gì xảy ra giữa tôi và anh Quang Huy thì cả hai đều cố gắng tìm ra một thời điểm để có thể nói về điều này một lần duy nhất, nhưng có lẽ chưa phải bây giờ. Trước đó, ông bầu Quang Huy đã đăng tâm sự đầy ẩn ý. 16 năm qua, đây là người yêu không bao giờ hối hận, người vợ không bao giờ phản bội, không bao giờ toan tính thiệt hơn thực dụng tổn thương mình.
Tôi sẽ mãi yêu em, Quang Huy chia sẻ tình yêu với công ty của mình. Dòng trạng thái của Quang Huy khiến nhiều người hâm mộ nghĩ về nguyên nhân hôn nhân của cặp đôi đứt gánh giữa đường. Dòng trạng thái ẩn ý nói về người vợ phản bội đã khiến nhiều người nghĩ về vấn đề người thứ ba trong chuyện ly hôn của anh. Và người hâm mộ tiếp tục đặt ra câu hỏi, có phải người thứ ba khiến cuộc tình đẹp của họ kết thúc? Giữa nhiều đồn đoán về nguyên nhân đổ vỡ, cặp đôi vẫn im lặng. Sau đó khi thừa nhận đã gửi đơn ly hôn lên Tòa án Nhân dân quận 3, ông bầu Quang Huy chỉ nói ngắn gọn. Tôi không muốn mình và Quỳnh Anh mỗi người nói mỗi kiểu khác nhau, điều này sẽ ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ và gia đình. Câu trả lời của Quang Huy phần nào lý giải thêm nguyên nhân chia tay khó nói của hai người. Về phía người hâm mộ, họ đã chứng kiến bao nhiêu cuộc tình mặn nồng, rồi khi cưới nhau, rồi tan vỡ cuộc sao Việt lẫn sao Hollywood. Khi chia tay, các cặp đôi đều đưa ra những lý do chung chung như không hiểu nhau hay chung tiếng nói. Hoặc có cặp đôi liên quan đến người thứ ba, nhưng tất cả đều rất mập mờ, úp mờ và chính bản thân người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Tình yêu 16 năm của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy cũng vậy, có phai nhạt dần theo năm tháng hay không thì kết quả đã rõ ràng. Nhưng lý do để phai nhạt thì chỉ chính người trong cuộc sẽ nắm rõ nhất. Điều ấy cũng phần nào thể hiện sự khác biệt giữa thời điểm yêu và lúc cưới hỏi. Phạm Quỳnh Anh, Quang Huy có 10 năm yêu nhau mặn nồng, 6 năm kết hôn, có 2 đứa con nhưng họ vẫn chia tay trong im lặng. Hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân Phúc Thành. Đặng Thu Thảo kết hôn vào tháng 11 năm 2018. Chồng cô là doanh nhân Phúc Thành, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng. Cả hai quen nhau khi đóng phim Hồn Lụa năm 2015. Sau khi kết hôn, Hoa hậu Đại Dương ít xuất hiện hơn mà tập trung vào gia đình. Cho đến ngày 1 tháng 11 năm 2021, Đặng Thu Thảo xác nhận ly hôn chồng doanh nhân sau 3 năm chung sống. Hậu ly hôn, người đẹp sẽ chăm sóc nuôi nấng cặp quý tử song sinh. Chia sẻ nguyên nhân tan vỡ và đời sống hôn nhân nhiều biến cố, câu chuyện của nàng hậu khiến cộng đồng mạng không khỏi thương xót. Theo lời Đặng Thu Thảo, chồng cũ của cô có người phụ nữ khác, thậm chí tiểu tam còn liên tục thách thức, trấn áp tinh thần, trong khi ông xã lại thường buông lời chê bai ngoại hình khi cô đang mang thai, khiến người đẹp bị trầm cảm nặng. Tiết lộ với báo giới, nàng hậu cho biết hôn nhân của cô là địa ngục. Trước những chia sẻ của Đặng Thu Thảo, chồng cũ doanh nhân của cô phủ nhận mọi chuyện và tuyên bố sẽ kiện nếu người đẹp tiếp tục đưa ra những thông tin sai lệch. Hai bên lời qua tiếng lại, kết thúc hôn nhân trong ồn ào, làm dậy sóng dư luận. Cô Xuyến, Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung. Sau ba cuộc hôn nhân không viên mãn, cô Xuyến, Hoàng Yến trong phim Về Nhà Đi Con quyết định đi thêm bước nữa với người chồng thứ tư vào năm 2014. Cả hai có với nhau một cô công chúa xinh đẹp, đặt tên thân mật là Bé Mầm. Cả hai cho biết từng hòa hợp với nhau trong đời sống, tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng đôi lúc xảy ra xích mích vì chồng cô hay ghen. Cho đến tháng 2 năm 2021, cô lên tiếng về việc chia tay người chồng thứ tư sau 3 năm chung sống. Tưởng chừng sau ly hôn, cả hai sẽ có con đường mới nhưng mọi chuyện lại vỡ lẽ và không hay trở thành tâm điểm gây chú ý mạng xã hội. Theo đó, vào tháng 6 năm 2021, một đoạn clip lan truyền ghi lại cảnh Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung tại một quán ăn tới mức gãy mũi, thậm chí còn tát cô ngay trước mặt con gái. Sau đó, Hoàng Yến tố người chồng thứ tư khi còn sống chung, đã nhiều lần đánh đập nhưng cô chỉ giữ trong lòng. Về phía chồng cũ Hoàng Yến, anh cho rằng vợ ngoại tình với trai trẻ, cuộc sống gia đình thường xuyên xảy ra cãi vã, bất hòa, sau đó cả hai không ngừng đấu tố trên mạng xã hội.